Mứt gừng vừa là món ngon ngày Tết, vừa làm vị thuốc giúp làm ấm họng, tốt cho đường tiêu hóa. Hôm nay Henry Food Channel hướng dẫn bạn tự tay làm món ngon này, mời cả nhà trong dịp Tết với cách làm vô cùng đơn giản và đảm bảo vệ sinh. Nguyên liệu gồm có 800g gừng tươi, 400g đường cát, 1 muỗng muối, 2 quả chanh. Sau khi bạn đã chọn được loại gừng tươi phù hợp thì bắt đầu rửa sạch gừng, loại bỏ hết lớp đất còn dính vào lớp vỏ của củ gừng. Sau đó bạn bỏ 1 muỗng muối và 1 lát chanh vào ngâm gừng trong vòng 15 phút. Bạn tiếp tục dùng dao hoặc thìa cạo sạch lớp vỏ bên ngoài của củ gừng. Bạn cho 2 muỗng muối, nửa quả chanh vào thông nước để ngâm gừng sau khi cắt lát. Bạn tiến hành cắt lát gừng sau khi đã gọt vỏ xong. Chú ý là không được cắt lát quá mỏng. Sau đó bạn cho vào thông nước muối và chanh để ngâm. Sau khi cắt lát gừng xong, bạn cho một nửa quả chanh và tiến hành ngâm gừng đã cắt lát mỏng trong vòng 8 giờ. Sau khi ngâm và xả từ 8 đến 24 giờ, bạn tiến hành vớt gừng ra. Bạn đun một nồi nước to, sau đó chờ nước sôi rồi đổ gừng đã thái lát vào nồi. Sau đó vắt một quả chanh vào trong nước luộc gừng để giúp giảm bớt mùi nồng và vị cay của gừng, giúp gừng thêm vàng hơn. Bạn đợi cho gừng sôi được khoảng 5 phút rồi tắt bếp, tắt nước, vớt gừng ra rổ và rửa sạch gừng qua nước lạnh nhiều lần. Sau đó tiếp tục luộc gừng thêm từ 2 đến 3 lần nữa. Bạn tiến hành đổ đường vào và trộn đều.
bạn trộn đều cho gừng và đường ngấm vào nhau và để tầm 8 giờ cho ngấm đường vào gừng đều hơn. Sau khi ngâm đường đã ngấm, bạn tiến hành xào gừng. Đây là bước quan trọng nhất đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Bạn cho chảo chống dính lên bếp. Nhớ là để chảo khô nước mới đổ gừng đã tẩm bước vào chảo. Khi thấy gừng sủi thì vặn lửa cho nhỏ xuống và đảo đều tay. Khi thấy đường trắng tết tinh bám vào gừng thì nhanh tay bắt chảo xuống bếp. Để mứt gừng lâu bị hỏng thì khi mứt nguội bạn nên cho mứt gừng vào lọ thủy tinh hoặc túi ni lông và đậy kín lại để tránh tiếp xúc với không khí là có thể sử dụng mứt gừng trong một thời gian dài. Chỉ với mấy bước đơn giản như trên là bạn đã có ngay món mứt gừng khô dạng miếng lát thơm ngon và hấp dẫn cho cả gia đình thưởng thức hoặc có thể làm quà tặng biếu bạn bè, người thân trong dịp xuân về. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Henry Food Channel. Các bạn đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.